Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái thí nghiệm khá là thú vị. Đó là thí nghiệm dẫn điện bằng không khí nha các bạn. Thì thông thường các bạn thường thấy là dẫn điện bằng kim loại, bằng nước hoặc là bằng thủy ngân. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ một cái thí nghiệm đó là dẫn điện bằng không khí. Khá là độc đáo. Thì nếu như các bạn được hỏi rằng không khí có dẫn điện hay không, thì theo mình nghĩ đa số sẽ nói là không. Nhưng mà với thí nghiệm hôm nay mình sẽ chứng minh là không khí nó sẽ dẫn điện được, rất là hay nhé các bạn. Thì trên tay mình đang cầm hai cái điện cực với hiệu điện thế là 12.000V. Khi mình để một khoảng cách gần thì nó sẽ phóng lượng điện với nhau, nhưng khi tách ra một khoảng cách xa nào đó thì nó sẽ không còn đánh lừa nữa, tức là nó không còn dẫn điện nữa. Sau đó mình sẽ làm cho không khí nó dẫn điện lại ở khoảng cách đó và nó sẽ phóng điện lại, rất là hay nhé các bạn. Rồi, trước tiên mình sẽ để nó gần nhau và các bạn sẽ xem nó đánh lửa nhé. Đấy, đánh lửa. Mình sẽ xích ra một xíu. Các bạn thấy không? Ngọn lửa đang đánh nè. Rồi, nó sẽ yếu dần dần. Và mất khoảng cách này, nó sẽ không còn đánh nữa. Ok, tức là không còn tia lửa. Và để chứng minh được là mình đang còn để điện, thì mình sẽ bật cái bút thử điện của mình lên. Và các bạn thấy không? Đèn đang sáng này. Đèn đang sáng. Đây. Rồi mình sẽ tắt đi. Thì đèn đang tắt nhé. Các bạn thấy. Đó, ngọn lửa đánh nha. Và mình tắt này. Ok. Như vậy không dần nữa đúng không? Bây giờ để cho không khí giữa hai điện cực này nó dần điện trở lại, thì mình chỉ việc đặt một cái nến ở giữa và đốt nóng nó lên. Thì khi mà không khí được đốt nóng, nó sẽ dần điện lại, rất hay. Đây mình sẽ test cho các bạn xem. Rồi mình bật điện lên lại nhé. Đèn sáng nhé các bạn. Tia lửa đang phát. Rồi ở khoảng cách này thì không còn tia lửa nữa. Bây giờ mình sẽ để ngọn nến vào. Tia lửa sẽ xuất hiện trở lại. Đấy các bạn thấy không? Đấy. Vừa rồi là một thí nghiệm dẫn điện bằng không khí khi mà đốt nóng lên. Thì điều này mình muốn chia sẻ để cho các bạn có thể chú ý hơn đối với những thiết bị trong gia đình. Khi mà sử dụng mình phải chú ý tản nhiệt cho nó, hoặc là làm sao đó hạn chế cái sinh nhiệt để nó giảm cái khả năng dẫn điện, rò rỉ điện giữa hai dây dẫn với nhau, hoặc giữa các linh kiện trong một thiết bị. Thì thực ra mình để dòng điện 12.000V cho nó có tia lửa để nhìn nó sinh động hơn thôi. Còn thực tế các bạn, ở dòng điện 220V thì giữa không khí nó đã có một cái điện tích và nó đã truyền ra rồi, nhưng mà mình không thấy được. Do vậy mình mới chế cái bút này ra để các bạn có thể phát hiện dễ dàng. Ở với dòng điện 220V thì khoảng cách nó gần, và dòng điện càng cao, tức hiệu điện thế càng cao, thì khoảng cách nó nhiễm điện ra xung quanh càng lớn. Đây mình sẽ test bạn xem nha, bằng cái bút thử điện của mình. Đấy các bạn, cái điện 220V thì các bạn thấy ha, mình để gần này thì khoảng cách nó tầm 10cm, nó đã sáng rồi. 10cm thì nó đã sáng, nhưng với hiệu điện thế là 12.000V thì khoảng cách nó cực kỳ xa luôn các bạn. Đây mình sẽ test bạn xem nha. Mình sẽ để ngay đây. Cái này mình cất đây luôn. Rồi bật điện lên á, thì các bạn thấy ha. Đây nó đang sáng nha. Và mình di chuyển ra xa này. Đấy, ra tới đây vẫn còn sáng các bạn. Đây. Ngay tại điểm này nó tắt. Thì mình tính này, cái khuỷu tay mình này, từ đây tới đây khoảng tầm 80cm thì nó vẫn còn sáng các bạn. Đây. Đấy, khoảng tầm 70cm. Đó. Như vậy thì mình cần phải cẩn thận hơn đối với những thiết bị có điện áp cao và hạn chế để thiết bị nó nóng lên các bạn. Rồi. Cái bút này nếu bạn nào muốn mua thì mình có để link bên dưới, các bạn có thể bấm vào đặt hàng trên Lazada nha. Rồi. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn nhé. Mong các bạn chia sẻ để mọi người cùng biết. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.